nhịp nhàng xuân đến nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn người yêu mến xuân. Nhấm chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài. Người người gặp nhiều duyên mấy xuân thắm tươi xuân nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp miệt quê hương nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng rộn rã hoa xuân nao nao thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi duyên nồng xanh phai nhịp nhàng thắm duyên. Dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đẹp mỗi đất trời. Còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Xin được chào.
trọng giới thiệu bạn Mỹ Miêu. Hôm nay là một ngày không biết nói gì hơn, một ngày rất đẹp mừng. Vui, rất vui, và vui vì sao? Có những người bạn rất là xa xôi đến đây, và những người bạn và ở bên đất nước bên cạnh chúng ta như thế đây, thì một tình cảm mà mọi người dành cho mình thì cảm ơn. Một lời nói trân trọng là cảm ơn. Không biết nói gì hơn, nhưng mà lúc này rất là xúc động. Tại vì thực sự là xúc động. Ngày hôm nay Quyết Thắng được tròn 5 năm. 5 năm tuổi để Quyết Thắng thành lập công ty Quyết Thắng được 5 năm. Từng bước đi, từng sự nỗ lực của cả một tập thể. Và không có điều gì quý hơn và trân trọng hơn. Ở dưới đây có những người anh, người bạn, những người đồng nghiệp và những người bạn tri kỷ đã cố gắng cùng phấn đấu, cùng giúp đỡ Quyết Thắng được như ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn những người bạn, người anh, người chị, những người bạn đồng nghiệp và những người bạn tri kỷ. Thực sự là để một ngày hôm nay Quyết Thắng phát triển như ngày hôm nay thì trân trọng là cảm ơn những tình cảm, những sự giúp đỡ. Một sự hân hoan của ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn nữa. Thực sự là rất là xúc động. Nhưng hôm nay có tất cả các anh các chị, có những cụ, những tuổi đây hôm nay đến đây, và các thầy đến đây chúc phúc và cũng chúc cho công ty Quyết Thắng thành công đến ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt công ty Quyết Thắng trân trọng cảm ơn tất cả anh chị em, những người bạn, những người bạn tri kỷ, và cảm ơn những người mẹ có được thành công như ngày hôm nay. Không biết nói gì hơn, mẹ là niềm tự hào nhất của con. Thay mặt toàn thể công ty Quyết Thắng, đến ngày hôm nay Quyết Thắng bước được đến tuổi thứ 5 là một sự nỗ lực của công ty, cũng sự ủng hộ của tất cả anh chị em và các bạn ở đây. Một lần nữa xin tất cả anh chị em chứng kiến chặng đường 5 năm của Quyết Thắng đi trên một con đường. Và ngày hôm nay xin mọi người dành cho một chút thời gian để chứng kiến chặng đường 5 năm của Quyết Thắng. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Những lời phát biểu vô cùng chân thành và ý nghĩa đến từ ông Nguyễn Thế Quyết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Quyết Thắng, gửi gắm đến với những người mẹ, những người thân, những đối tác, các quý vị quan khách đang hiện diện trong chương trình. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin được thay lời cho ông Thế Quyết ngay lúc này đây một lần nữa. Trân trọng và kính mời tất cả các quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng sự chú ý của mình lên màn hình máy chiếu của chúng tôi để cùng chứng kiến những thước phim ghi lại quá trình 5 năm hình thành và phát triển của công ty xuất nhập khẩu Quyết Thắng. Xin được trân trọng kính mời các quý vị cùng theo dõi đoạn video clip sau đây. We'll be right back.
Và tiếp theo chương trình, xin mời tất cả các quý vị sẽ cùng đến với những chia sẻ của anh Lương Xuân Long, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Quyết Thắng, sẽ lên sân khấu trình bày về dự án khu công nghiệp của công ty. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh. Trong năm vừa qua, công ty cũng đã triển khai một số công việc về hợp tác đầu tư và triển khai dự án các khu công nghiệp trên địa bàn trong tỉnh. Điển hình là các dự án khu công nghiệp Ẩm Hà đã được sơ bộ phê duyệt quy hoạch chung phát triển theo chính sách phát triển kinh tế của nhà nước. Công ty chúng tôi đã hợp tác với đơn vị bên Đài Loan để phát triển cái dự án này. Dự án thì của khu công nghiệp Đồng Hà nằm ở xã Dương Yên, huyện Đồng Hà, tỉnh Quảng Ninh, với quy mô tổng quy mô lên 180 hecta, và giai đoạn một triển khai là khoảng 65 hecta, với tổng mức đầu tư là trên 5 tỷ 500 tỷ đồng, trong đó là có 250 tỷ phần xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự án có sự có vị trí giao thông thuận lợi, nằm sát theo đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái, nằm trong những vị trí chiến lược quan trọng trong tam giác phát triển kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, và theo đúng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Trên đây là sơ đồ mối liên hệ vùng và mối liên hệ vùng quốc tế gắn liền với nước bạn ở Trung Quốc và phía bên Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Trên đây là những cái bảng chỉ số và cơ cấu về kinh tế GDP của huyện Đồng Hà. Vị trí của dự án thì nằm ở giữa của khu công nghiệp cảng biển Hải Hà và sân bay Vân Đồn, cách cảng biển Hải Hà là 45 cây số và cách sân bay Vân Đồn là 50 cây số, rất thuận lợi cho quá trình để đi kiểm tra rà soát dự án. Và dự án này khi mà triển khai thì có rất nhiều chính sách về ưu đãi đầu tư, đặc biệt là về thuê đất và thuế đất. Với lợi thế của công ty là có rất nhiều bạn bè tại và các đối tác tại Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Nga, nên khả năng lấp đầy mặt bằng của dự án là rất là lớn. Dự án này được triển khai thúc đẩy sự phát triển của Đồng Hà nói riêng và Quảng Ninh nói chung, hiện nay đang rất được sự quan tâm của chính quyền địa phương và nhân dân. Chúng tôi, công ty Quyết Thắng, chân thành cảm ơn sự có mặt của các quan khách, bạn bè và đối tác trong và ngoài nước đã tin tưởng giao phó trọng trách lớn lao cho công ty để chúng tôi thực hiện những cái bước tiếp theo của dự án này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin được trân trọng cùng với tất cả các quý vị đến với giây phút thiêng liêng và trọng đại nhất cho lễ tổng kết năm 2019 của công ty xuất nhập khẩu Quyết Thắng ngày hôm nay bằng một hình thức khai tiệc. Và trong giây phút này, cho phép Thu Huyền xin được trân trọng kính mời lên sân khấu là sự hiện diện của Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Quyết Thắng, anh Nguyễn Thế Quyết, cánh chim đầu đàn của công ty và người luôn chèo lái con thuyền của công ty gặt hái mọi thành công, sẽ cùng trở về bên sân khấu của chúng tôi để đến với giây phút khai tiệc này. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Và kính thưa quý vị thân mến, trong giây phút này, xin hãy cùng với chúng tôi rót đầy những ly đồ uống của quý vị và xin mời hãy đứng dậy cùng với chúng tôi để cùng nhau thực hiện nghi thức khai tiệc, một nghi thức vô cùng long trọng cho lễ tổng kết năm 2019 của công ty xuất nhập khẩu Quyết Thắng. Hãy rót đầy những ly đồ của quý vị đi ạ. Ai có rượu dùng rượu, ai có bia dùng bia và có nước ngọt dùng nước ngọt. Xin hãy rót đầy những ly đồ uống của quý vị và xin mời hãy đứng dậy cùng với chúng tôi. Hãy cùng với chúng tôi hô vang một khẩu hiệu khai tiệc mà chỉ có ở công ty xuất nhập khẩu Quyết Thắng mới có. Hãy cùng với chúng tôi hô thật lớn 1, 2, 3 Quyết Thắng, 2, 3 phát triển và 2, 3 thành công quý vị nhé. Ở phía dưới quý vị đã sẵn sàng chưa? Quý vị đã sẵn sàng chưa? Nếu như đã sẵn sàng, hãy cùng với ban lãnh đạo công ty của chúng tôi hô thật lớn nào. 1, 2, 3 2, 3, 3.
giám đốc công ty. Trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị vì sự hiện diện này. Và kính chúc tất cả các quý vị có một bữa tiệc tràn ngập cảm xúc, một bữa ăn thật sự ngon miệng. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, sẽ còn quay trở lại sân khấu để tiếp tục phục vụ quý vị trong bữa tiệc ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn cho những nghệ sĩ trở về từ sự kiện Anh Đào Pipi và mở màn cho chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị. Cùng với chúng tôi chào đón lên sân khấu những nghệ sĩ của nhóm nhảy Queen Bee đến từ sự kiện Anh Đào Pipi, thưa quý vị. Và xin được trân trọng kính mời các quý vị sẽ cùng đến với tiết mục nghệ thuật Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cho mà nghe tâm hồn này chẳng để lặng lẽ, thương cho xót mẹ thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi. Để Mị nói cho mà nghe, Tết năm nay Mị vẫn còn trẻ, xuân đang tới rồi nên Mị cũng muốn đi chơi. Này là mình đi đâu giấc mơ sớm mai gọi mời, nơi vòng tay ấm em chẳng rời. Chẳng nỡ đây con bạn nọ, thương sắc còn chưa phai. Đời mình đâu có mấy vui, cứ sao lại buồn. Biết ngày mai chẳng đến nay tròn buông. Em không bắt qua bao giờ rồi, biết không một ngày tháng cuối. Để Mị nói cho mà nghe, để Mị nói cho mà nghe. Những chàng trai ở cụm vùng cao trở về từ sự kiện Anh Đào Pipi, thưa quý vị. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả các quý vị sẽ cùng đến với một giọng ca đầy nội lực. Một cô ca sĩ với vẻ bên ngoài rất là quyến rũ. Và ngày hôm nay, cô ấy trở về từ tiếng hát của vùng than Quảng Ninh. Và một giọng ca rất là nổi tiếng trong thời gian vừa qua. Xin được mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi chào đón lên sân khấu tiếng hát của nữ ca sĩ Ngân Bùi. Xin mời quý vị cùng chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Ngân Bùi. Xuân đã đến. Lần đầu tiên cho phép Ngân Bùi xin được gửi tới toàn thể quý vị đã có mặt trong văn phòng ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Cảm ơn chào tay của quý vị đã dành cho Thủy Nguyên rất là nhiều. Lần đầu tiên cho phép Hoàng xin gửi lời chào trân trọng nhất tới quý vị. Và Hoàng cũng xin chúc quý công ty bước sang một năm mới an khang thịnh vượng và thành công viên mãn. Các khúc tiếp theo Hoàng xin gửi tới quý vị là một nhạc phẩm mang tựa đề Hoa cỏ mùa xuân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này. Này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm, này là hạt sương chiếu nặng, hạt ngọc trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước hiên nhà. Người em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ, người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, nên theo cùng hoa của mùa xuân. Và mùa xuân biết em, biết em đã mang một mối tình. Oh, 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 biết em, thế nên có hoa thật là dễ thương. Biết em đã mang một mối tình. Còn non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm, này là hạt sương chiếu nặng, hạt ngọc trên lá cỏ, trên bông tầm vương thức hiền nhà. Người em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ, người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa của mùa xuân. Và mùa xuân biết em, biết mang một mối tình. Oh, 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 biết em, thế nên có hoa thật là dễ thương. Và mùa xuân biết em, biết
vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Thì không biết là có khách hàng nào trong hội trường ngày hôm nay đăng ký nhảy không ạ? Có ai đăng ký nhảy không ạ? Mà là nhảy yểm trợ cho em cơ ạ. Mọi người đã cơm no rượu say chưa? Và đã sẵn sàng quẩy với Thúy Ngân chưa? Sẵn sàng chưa? Cho em thấy tay của mọi người ạ. Hai tay luôn đi ạ. Vâng ạ, cho em nhạc anh ơi. Một lát nữa em sẽ xuống bên dưới với mọi người nha. Anh nào vừa giơ tay thì lên đây với em nhỉ? Music. Và để quay lại chương trình, Huy Anh xin thời khắc giao thừa thì Huy Anh cũng xin được gửi tới quý vị một nhạc phẩm cũng liên quan đến mùa xuân, ca khúc Khúc Giao Mùa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này. Ta đi bên nhau đón xuân đã
cầm tay nhau bước trong giao thừa đón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Ta cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan với bao niềm yêu thương cuộc đời. Bên em anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngấm gánh đào. Bên anh em nghe trong lòng hát những giai điệu tình yêu. Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới, hôn hoa vô cùng với đất trời. Xin năm nay lại chúc nhau thêm hạnh phúc. Cầm tay nhau bước trong giao thừa đón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Ta cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan với bao niềm yêu thương cuộc đời. Bên em anh sẽ trong hạnh phúc, đôi môi trong lòng hát những giai điệu tình yêu. Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới, hôn hoa vang cùng với đất trời. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi thắm tươi. Và một lần nữa em cũng được xin được chúc quý vị bước sang một năm mới an khang thịnh vượng. Cầm tay nhau bước trong giao thừa đón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi.